Trong khi chúng ta đang phải đối phó với việc điều trị người bệnh COVID-19, thì thời gian vừa qua đã xuất hiện thêm một thực trạng đáng lo ngại nữa, đó là những vấn đề sức khỏe mà người bệnh hậu COVID-19 có thể phải gặp. Sẽ còn phải có rất nhiều nghiên cứu để biết về hậu COVID-19. Tuy nhiên, một số nghiên cứu xuất phát từ thực trạng ở nước ta, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy có khoảng 80% bệnh nhân từng nhiễm có ít nhất một triệu chứng kéo dài. Đây là những vấn đề rất đáng lo ngại trong thời gian tới. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm các triệu chứng của hậu COVID được cho là vô cùng quan trọng. Vì đôi khi những tổn thương hậu COVID-19 diễn ra rất thầm lặng nhưng có thể để lại những di chứng lâu dài. Theo các bác sĩ, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu COVID-19, thường gặp nhất là ở những triệu chứng sau đây. Khi bệnh nhân COVID kể cả khỏi bệnh rồi hoặc là trong quá trình mắc COVID thì triệu chứng rất nhẹ, nhưng có thể vẫn để lại những cái mà dấu hiệu của cái bệnh vấn đề về hậu COVID. Với bệnh nhân cụ thể thì theo tôi phải để ý là thứ nhất là có hay bị hụt hơi, khó thở hay không. Thứ hai là có chóng mệt hay không. Thứ ba là có tập trung được tinh thần trong làm việc hay không. Và dù có mất ngủ hay không. Thậm chí có những bệnh nhân cứ lo nghĩ bồn chồn liên tục thì đấy là những vấn đề liên quan đến hậu COVID mà người dân cần phải quan tâm, cần phải đi khám sớm. Ghi nhận thực tế tại phòng khám hậu COVID-19 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thời gian vừa qua, không chỉ có bệnh nhân nặng khi điều trị COVID-19 mà còn có nhiều bệnh nhân không triệu chứng hoặc nhẹ cũng có hội chứng hậu COVID-19 kèm theo. Trong đó nổi bật có 3 nhóm bệnh liên quan đến hội chứng hậu COVID, đó là bệnh nhân hậu COVID đặc biệt liên quan đến những cái nhóm mà có rối loạn chức năng hô hấp. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà nó liên quan đến vấn đề rối loạn đông máu. Thì rối loạn đông máu thì đương nhiên là tăng cái nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt mạch vành. Tiền sử có cái vấn đề mà đã can thiệp mạch vành rồi thì có vẻ như xu hướng nó nặng lên. Cái nhóm hay gặp nữa là cái nhóm mà liên quan đến stress sau COVID, liên quan đến tâm thần kinh. Bệnh nhân không chú ý trong học tập, trong làm việc được, rồi mất ngủ bằng cách kéo dài. Rồi thậm chí ngoài ra những cái dấu hiệu như sạm da, rụng tóc cũng đã được ghi nhận. Thì đấy là những cái thứ mà hay gặp. Với những nguy cơ cùng những triệu chứng tiềm tàng nhưng có thể biến chứng nặng hoặc kéo dài dai dẳng, các bác sĩ khuyến cáo một số nhóm F0 sau khi khỏi bệnh cần lưu ý vấn đề khám hậu COVID. Theo các bác sĩ thì một số nhóm đối tượng sau đây thì các bác sĩ khuyến cáo nên đi khám hậu COVID. Thứ nhất là nhóm đối tượng người già, đặc biệt là những người già trên 60 tuổi, có bệnh lý nền từ trước. Thứ hai là những nhóm đối tượng phải nhập viện vì COVID-19. Có thể là phải thở oxy hoặc thậm chí là phải thở máy. Thì đây là những cái nhóm đối tượng thì phần lớn là sẽ có những cái tổn thương phổi và những tổn thương khác sau COVID-19. Thứ ba là những cái nhóm đối tượng có các cái triệu chứng kéo dài sau COVID-19. Những triệu chứng này có thể từ hệ hô hấp, hệ tim mạch hoặc là hệ thần kinh. Tất cả những cái triệu chứng kéo dài, dai dẳng thì các bạn nên đi khám, tái khám lại sớm để có thể phát hiện và nhận được những cái lời khuyên và những cái điều trị thích hợp từ sớm.